Chào các bạn, hôm nay mình mời các bạn ra thăm vườn nhà mình nhé. Đây là bưởi mía nè, đây là cây bưởi nè, đó bưởi đã có trái rồi nè. Cặp bưởi này nó chưa có chín. Còn đây là mía nè, những cây mía vàng to lắm nè, nước nhiều nữa nè, mềm nữa, nó mềm lắm các bạn. Còn đây là mía đỏ nha, mía đỏ cũng còn nhỏ. Còn bên này là cây xoài. Cây xoài này năm nay không có trái nhiều, nhưng mà trái vẫn thồng tới đất nha các bạn. Còn bên này là cây mít. Mình sẽ review cây mít này cho các bạn xem nha. Nè, trái rất là nhiều luôn, trái đến tận gốc luôn đó. Mình sẽ quay gần cho các bạn xem trái nha. Đó, các bạn thấy không, trái nào cũng đẹp hết trơn á, nhưng mà nó còn non, chưa có quả nào chín hết á. Còn đây là quả mít đực nha. Cái mít đực này á, mình hái bỏ đi. Đó. Những cái mít đực này nè, các bạn biết không? Nếu mình không hái thì nó sẽ tự rụng. Bởi vì á, trong ruộng nó không có muối nên nó không phát triển được. Mình sẽ quay dưới gốc mít cho các bạn xem nha. Trái nằm san sát với nhau luôn ha. Còn bên này nữa nè, mình sẽ quay cho các bạn xem. Trái mít á, nằm trên đất luôn đó. Nè, các bạn thấy chưa? Sát ở dưới đất nhưng mà mít thì vẫn ra trái được nè. Mít đực thì mình hái bỏ. Mình sẽ quay dài lên trên ngọn mít cho các bạn xem nha. Ở trên cũng rất là nhiều trái luôn các bạn. Nó quá nhiều luôn. Còn đây là cái cây gì mình cũng không biết nữa, mà trái nhiều quá trời luôn á. Mình sẽ hái một trái cho các bạn xem nè. Nó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình.